Chào thầy cô và các bạn, mình là Bùi Vũ Huy, thành viên của nhóm cổ. Và như mọi người đã biết thì sắp tới đây chúng ta sẽ có một buổi thực tế tham quan với 19 địa điểm. Và mỗi nhóm ta sẽ có một cái địa điểm để mà làm báo cáo. Và nhóm mình thì sẽ làm về Bảo tàng Ninh Thuận. Bảo tàng Ninh Thuận thì được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 1993 với quyết định số 350 của Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Thuận do Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Khánh Hòa làm thi công với chi phí đầu tư khoảng 40 tỷ đồng và do Sở Thể thao Văn hóa và Du lịch làm chủ đầu tư. Bảo tàng Ninh Thuận nằm trong khuôn viên của quảng trường 16 tháng 4 đối diện tượng đài chiến thắng, có địa chỉ tại đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp, tỉnh Ninh Thuận, nằm ở vị trí đặc địa trung tâm thành phố Phan Rang Tháp. Thì Bảo tàng Ninh Thuận có diện tích khoảng 32.000 m2 và có 4 tầng, một tầng hầm, một tầng trệt, một lầu và một sân thượng. Bảo tàng Ninh Thuận có cấu trúc hình tháp, người dân ở đây thì hay gọi là nhà bánh ú, tháp bánh ú, viện bảo tàng hoặc là nhà bảo tàng, vân vân. Và người dân ở đây hay ví von là bảo tàng là một cái bánh ú to nhất Việt Nam. Nhưng đó là nhìn trực diện, còn nhìn từ trên cao thì Bảo tàng Ninh Thuận nhìn như một cái tử tháp Ai Cập. Bảo tàng Ninh Thuận là với sứ mệnh mang tính giáo dục tuyên truyền về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, về văn hóa con người, dân tộc, quảng bá sâu sắc về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, về lễ nghi lễ hội của người dân địa phương. Và sau đây xin mời quý thầy cô và các bạn hãy cùng theo chân giúp quân mình khám phá Bảo tàng Ninh Thuận để xem chi tiết ở trong Bảo tàng Ninh Thuận có gì đó. Let's go. Khu vực kế tiếp sẽ là khu vực văn hóa dân tộc và cuối cùng sẽ là kháng chiến và thành tựu.
Thì trước mặt các bạn đây gọi là Sa Đàn, tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh Ninh Thuận chúng ta thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp với tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp với tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp với tỉnh Lâm Đồng và phía Đông giáp với Vĩnh Long. Thì hiện nay đơn vị hành chính của tỉnh Ninh Thuận thì phân chia gồm một thành phố Phan Rang Tháp Chàm và số huyện lân cận, như các bạn thấy đó là huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn, huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc. Thưa các bạn, tỉnh Ninh Thuận thì chia làm ba cái dạng địa hành chính, đó là đồi núi, Gò Bán Sơn Địa và đồng bằng ven biển. Thì các thành phần dân tộc ở địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì chia làm 34 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó có ba nhóm dân tộc chính, đó là Kinh, Chăm và Rắc Lây, chiếm số lượng đông nhất của các bạn. Và đường bờ biển tỉnh Ninh Thuận dài 105 km, môi trường của tỉnh nằm trong vùng nước trời có nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng với trên 120 loài hải sản và loài san hô. Thì đây là một cái địa điểm mạnh của tỉnh Ninh Thuận để phát triển về du lịch, bởi vì có rất là nhiều đầm và sông vịnh tạo điều kiện để phát triển cho dịch vụ du lịch hiện nay và trong tương lai của các bạn. Tiếp theo, tỉnh Ninh Thuận chúng ta có hai quận giang trí, đó là quận giang Đức Bình và quận giang Đức Trung. Trong đó quận giang Đức Bình đã được UNESCO công nhận là khu vực sinh thái lớn nhất thế giới các bạn, và đây là một số loài động thực vật có tại quận giang Đức Bình và quận giang Đức Trung. Khu vực tiếp theo chúng ta đang di chuyển đó chính là khu vực văn hóa Sa Huỳnh. Thưa các bạn, Sa Huỳnh là xã hội tiền sử thuộc thời đại Kim Quý, nằm dọc ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, được xây dựng vào khoảng 1.000 năm trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 2. Và tập tục độc đáo của cư dân Sa Huỳnh đó là tập tục chôn những người chết trong những cái chân vò như thế này. Những cái chân vò này được làm bằng đất sét và nung nóng ở nhiệt độ cao. Người chết sẽ được táng trong tư thế ngồi bó gối như một hiện tượng sống tiếp với thế giới cõi âm. Đồ tùy táng của người đã chết thì nhiều hay ít là phụ thuộc vào điều kiện kinh tế giàu nghèo của người đã khuất ạ. Hiện nay, những di tích khảo cổ học tiền sơ sử đầu tiên được biết đến là di tích Hòn Đỏ thuộc xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. Di tích này được chia làm 3 tầng lớp, dưới cùng là nơi cư trú của cư dân hậu kỳ đá mới. Thì dân cư ở tỉnh Ninh Thuận này của người Kinh là vào khoảng 590.000 người. Thì trước mặt các bạn đây đó là tế gọi là bàn thờ gia tiên của người Kinh, để với mục đích là cúng kính ông bà tổ tiên, còn cầu mong cho gia chủ đón được tài lộc hạnh phúc và bình an. Và đây là mô hình cô dâu chú rể khi mà cưới và kèm thêm một cái lễ vật khi mà đẹp trai sang nước thì giáo về. Đây là lễ hội để chúng ta bày tỏ những cái lòng biết ơn của mình đối với cái vị thần Nam Hải, một vị thần sẽ mang đến cho chúng ta được một mùa cá bội thu và ấm áp hạnh phúc. Và một số cái loại nhạc cụ của người Kinh, trong đó có chiếc đàn bầu lắng lặng âm sắc thanh trầm như là tiếng lòng của người Việt phải chịu được nhiều mất mát đau thương của chiến tranh và hòa bình đang xen. Đây là nghệ thuật đồng ca bài tử. Như câu thơ của nhà thơ Nguyễn Thanh Điều từng nói là họ mang theo tên làng, tên xã trong những chuyến di dân. Và thật vậy thì dòng người của Ninh Thuận vốn là dòng người từ các tỉnh khác đến, và họ đến thì họ mang theo những cái ngành nghề đặc trưng của họ. Ví dụ như là nghề làm chiếu cói ở An Thạnh, nghề làm võng và làm chằm nón lá. Thì các nghề này thì trước kia đã đóng vai trò tích cực trong việc phục vụ đời sống sinh hoạt của bà con. Chúng ta đang tiến đến khu vực văn hóa người Chăm. Thưa các bạn, người Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với số dân vào khoảng 82.000 người. Hiện nay đồng bào Chăm vẫn còn bảo lưu được những giá trị văn hóa truyền thống của họ thông qua tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật múa, nghệ thuật điêu khắc và một số cái lễ hội lễ nghi như là lễ nghi vòng đời, lễ nghi nông nghiệp, và có một cái lễ hội quan trọng sắp sửa được xảy ra diễn ra ở trên tháp, đó là lễ hội ca tê của người Chăm. Dạ. Và cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì phân chia làm ba cộng đồng chính, đó là Chăm theo đạo giáo Bà La Môn, Chăm theo đạo Bà Ni và Chăm theo đạo Hồi giáo chính thống Islam. Và trước mặt các bạn đây đó là trang phục đại diện cho ba vị chức sắc Chăm tương ứng với ba cộng đồng Chăm. Đầu tiên đó là trang phục của ông Ha Kim, là người đại diện cộng đồng người Chăm Hồi giáo Islam. Tiếp theo đó là lễ phục ông Sư Cả, là chức sắc tôn giáo cộng đồng người Chăm ảnh hưởng theo đạo Hồi giáo của Bà Ni. Và đây là ông
lệ phụ của cả sơ tài biển cho các người đâu biết. Thì tỉnh Ninh Thuận là nơi lưu giữ hai làng nghề truyền thống nổi tiếng của người Chăm, đó là làng gốm Bầu Trúc và làng dệt Mỹ Nghiệp. Trong đó, làng gốm Bầu Trúc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, còn được bảo vệ khẩn cấp vào năm 2022. Tất cả cái điểm đặc biệt của cái nghề gốm của là người dân làng Bầu Trúc là tất cả đều được làm bằng tay và nung ngoài lộ thiên thưa các bạn. Những cái hoa văn mà trên cái sản phẩm gốm là lấy từ những cái hình ảnh đời thường bình dị và người nghệ nhân sẽ khắc cái hình ảnh lên trên này. Và cái màu của gốm thì sẽ lấy từ tinh chất của vỏ hạt điều. Khi mà gốm vừa nung chín ấm thì người ta sẽ phun cái tinh chất này lên để cho nó bám vào trong cái sản phẩm gốm của chúng ta. Đó. Rồi xin mời đoàn của mình tập trung về khu trước một xíu ạ. Rồi mình nghe một bài để họ cùng đi. Còn chúng tôi sẽ có thời gian xem nhé. Đằng sau là nhóm về văn hóa rất lai. Người địa phương thì gọi là rất lai. Trong sách vở nghiên cứu gọi là rất lai. Đây là cộng đồng đông thứ ba của tỉnh, dân số 70.453 người, cư trú vùng trung du và đồi núi, thuộc về 6 huyện và một thành phố. Thành phố Phan Rang Tràm. Và nếu như người Việt có cái trang phục truyền thống là áo dài thì người Rắc Lai cũng có cái trang phục truyền thống có nhiều sắc màu, nhưng cái màu chủ lực nhất là màu trắng và màu đen, nó giống như màu trời và màu đất, màu âm và màu dương giao hòa trong cái trang phục này. Cái áo này gọi là áo khoan bởi vì nó có các tầng màu trắng và đen, nó mặc trên chui xuống nên gọi là áo chui đầu. Và theo cái quan niệm truyền thống thì những người nữ mà chưa có gia đình thì cần mặc kín đáo, và bộ này là bộ dành cho nữ chưa có gia đình. Đây là nhóm về các nhạc cụ, người Rắc Lai có một hệ thống các nhạc cụ trong cái đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần cũng đa dạng. Nhóm này là nhóm nhạc cụ cổ xưa nhất, nhóm này là nhóm nhạc cụ quý nhất ở Tây Nguyên, thì người ta gọi cái này là không gian văn hóa cầm chiêng Tây Nguyên. Ở đây người Rắc Lai gọi cái này là chiêng mã lai. Và cái bộ này thuộc vào cái nhóm cực kỳ quý giá trong cái nhóm đồng mà chúng ta biết đó, mà buôn bán đồ cổ này kia tới cũng có đồng. Đồng đen, đồng đỏ, đồng vàng, đồng thau, đồng trắng, rất là nhiều. Riêng đồng vàng là một cái giai đoạn đầu á, cái kỹ cái tỷ lệ đồng tốt 90% đồng, 10% là kẽm. Chất lượng đồng rất là sáng và vàng, mình có thể pha trộn và nấu với tỷ lệ vàng để tạo ra trang sức. Nên người ta giới mua đồ cổ rất là sáng đẹp. Bộ này quý giá và ngày xưa nó được quy đổi bằng trâu bò. Chỉ những gia đình giàu có, già làng, trưởng làng mới sở hữu thôi. Những người nghèo không có được bộ này. Và nếu như cái này ngoài Tây Bắc người ta gọi là kèn, thì người Rắc Lai ở đây gọi là kèn. Kèn là cái quả bầu, người gọi là kèn bầu. Kèn bầu có hai loại, kèn bầu sa mạc đen và kèn bầu thuộc âm vực, nó sẽ khác nhau. Và quả bầu này không phải là quả bầu trung hạn, mà quả bầu dài một trên núi sâu, được đá thành cũng có được vỏ cứng chắc bền, bây giờ được chế tác thành kèn bầu. Còn nếu như mọi người nghe đến người Rắc Lai rồi không thể bỏ qua được cái nhạc cụ, đó là đàn sập tiền, cây đàn. Và khi rung lên vài sợi dây đàn hát âm này hồn người Rắc Lai, cái đàn của người nghèo, nguyên liệu dễ chế tác, dễ sử dụng, đó là dễ cho người dân chế tác, mình chế tác được âm hưởng rất giống với lại bài bản của Mã Lai. Sau lưng là một số cái dụng cụ vật dụng sinh hoạt của đời sống. Người Rắc Lai có nhiều cái lễ lễ hội, trong đó giới thiệu với đoàn của mình một trong những cái lễ tiêu biểu, đó là lễ bỏ mã. Cái lễ mà nói rồi, cái dành cho người chết. Có nhiều công đoạn phức tạp, những công đoạn cuối cùng là người chết sẽ được chôn dưới rồi được xây một ngôi nhà mồ chỉ trên và làm một cái gọi là cái ca go để đặt trên nóc của ngôi nhà mồ. Trong cái quan niệm truyền thống của người Rắc Lai, khi mà họ làm cái lễ bỏ mã này, cái lễ bỏ mã này không phải là mất cái là làm được, mà phải có một cái sự chuẩn bị rất là nhiều, thậm chí là 3 đến 5 năm mới đầy đủ được những cái điều kiện để tổ chức ra cái lễ này. Ngày 30 tháng 10 năm 2018, lễ bỏ mã của người Rắc Lai tỉnh Thuận được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, một trong những cái dấu ấn. Rồi, nhóm này là nhóm về văn hóa Chu Lô. Tập năm nay nghỉ lễ cho bà con 50 thôi. Sống ở vùng giáp ranh giữa Ninh Thuận và Lâm Đồng, họ có một cái đời sống nông nghiệp rất phát triển, kỹ thuật về dẫn thủy nhập điền làm các kênh mương rất phát triển rồi. So với người Rắc Lai thì người Chu Lô này học được cái nghề lúa nước và cách kỹ thuật làm tốt hơn. Người Rắc Lai kỹ năng của họ trong cái việc đan lát, chế tác các sản phẩm mây tre nước và nghề rèn các cái nông cụ rất phát triển.
nhóm này là nhóm về văn hóa cơ ho. Cơ ho thì theo tôi trong cái từ điển tiếng Việt của mình thì từ này là cơ ho là dùng chính, còn âm địa phương cơ ho là những cái tên khác. Nhóm này dân số khá đông, trên 3.000 dân. Nhóm tiếp theo là hai cái người kỳ về kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây mình giới thiệu cho đoàn của mình mấy cái tiêu biểu để mình nắm về cái vùng đất lãnh thổ. Lãnh thổ thì cũng như cả nước thôi, cũng trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Giai đoạn chống Pháp thì giai đoạn từ khoảng 1930 đến 1954. À, giai đoạn sau từ năm 54 đến năm 75 là chống Mỹ. Trong giai đoạn 1930 đến 1945 có ba cái hoạt động lớn: cao trào Xô Viết là từ 1930-1931, cao trào dân sinh dân chủ 1936-1939, cao trào chuẩn bị và đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 1939-1945. Chấm chỗ đó. Từ cuối năm 1928 bắt đầu có những chi bộ tân việt cách mạng đảng được hình thành trên vùng đất Thanh Tùng, và cái ga đề bô xe lửa Bắc Giàm cái nhánh huyết mạch ở cái dải Bắc Nam và hành lang Đông Tây. Nơi đây là nơi hội tụ rất nhiều công dân, là cái nôi để cho các phong trào và các chi bộ cách mạng được định hình. Trung ương có một cái chỉ đạo chuyển từ tới phòng ngự cầm cự sang tiến công phản tiến công giành chính quyền, bởi vì lúc đó là lực lượng cách mạng bị tiêu diệt, bị chính quyền của cái địch và gọi là lê mấy chém khắp miền Nam đó. Là ngay sự kiện đó làm cho tiêu hao rất nhiều và chuyển sang tới tấn công để giành chính quyền. Nếu như những nơi khác có những tổ đội dũng sĩ diệt xe tăng ở Ninh Thuận là sản xuất lại huyện Bắc Ái có những tổ đội dũng sĩ diệt máy bay bằng những súng bộ binh thông thường và ẩn nấp trên những cái tán cây cao kia, bắn rơi và bắn cháy được rất nhiều máy bay của địch. Đồng bào Rắc Lai ở Ninh Thuận có ba cái vị được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân rất nổi tiếng: anh hùng Phi Nhân Tặng ở xã Phúc Trung, ở xã Tiết Thành, Cha Mai Lấy Châu và Phi Nhân Tặng ở Phúc Trung. Trong đó anh hùng Cha Mai Lấy Châu là người bắn rơi 7 chiếc máy bay của địch trên đỉnh núi Rạo, cộng thêm những cái chiến tích khác. Sau lưng của chúng ta là cái sa mạc người bảy đá Phi Nhân Tặng. Cái bãi đá này, con đường nó đi nằm trong cái tuyến đi vào vườn quốc gia Phước Bình bò nãy chúng ta có thêm một cái tổ, một cái thú, một cái cảnh quan rất là đẹp. Bên trên cây cối xanh bước, ốc vách đá. Bên dưới này là những cái dòng suối trong trò mát. Nơi đây có suối nước lạnh, suối nước nóng, rồi mà đặc biệt là suối nước lạnh này. Trong chiến tranh, những cái đoàn quân của địch buộc phải đi qua những cái con đường rất là hẹp vào trong những cái cánh làng của người Rắc Lai. Làng của người Rắc Lai gọi là cách Pa Lai, người Chăm cũng gọi là cách Pa Lai. Và cái lực lượng bộ đội dân quân du kích của mình mới bố trí hàng loạt các loại hố hành dưới đào trôn những loại trong mặt tre bóc dọn, trong lá ngắn, trong lá vừa, trong lá dài, bôi tẩm dừa cây bóc dọn trên, hoặc là những đèn trong màu sắc một cạnh, hai cạnh, ba cạnh trôn dưới trên lá lên một cái mảng gọi là màn trong bọc lên, nó có một cái mảng gỗ và một cái trong vỏ, sẽ khi mình ra coi sợi dây này sẽ bọc và cắm vào người của đồng quân của địch, tạo nên những sát sát thương nhất định, kèm theo rất là nhiều loại 7 vũ khí thô sơ khác, kèm theo sự tấn công liên tục của các loại súng thông thường AK, CKC, của các loại nỏ đá tấn công. Trong một trận đánh lịch sử ngày 10/8 năm 1961 dưới sự chỉ huy của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Biên Tắc, với vũ khí thô sơ ta đã tiêu diệt được trên trong thế lực của vũ khí hiện đại. Sự kiện này được chọn khắc trên cái vách của bãi đá, trở thành một trong những cái chứng nhân lịch sử. Đến năm 1992, bãi đá Biên Tắc đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích quốc gia loại hình lịch sử cách mạng.